Xin chào tất cả mọi người. Mọi người, hôm nay là một ngày thứ 6. Đông Quân với Minh Chu đi học, rồi anh Su cũng đến văn phòng làm rồi. Thế là còn có mỗi mình ở nhà có chút thời gian, nên là bây giờ mình đang ở trong một cái quán làm tóc để đi nhuộm lại á. Tại vì cái thời gian vừa rồi tóc của mình nó sơ xác quá, nên cái màu nó cũng không có được đẹp ấy, chỗ đen rồi chỗ vàng. Thế nên hôm nay bảo tranh thủ đi nhuộm nhân lúc hai đứa nó không có nhà. Đây là từ trên tầng 2 nhìn xuống. Sau một thời gian gội với lại nhuộm thì bây giờ mình đã làm xong rồi, còn cái công đoạn sấy nữa này là hết này. Đó, thì chị bảo là tóc của mình á, làm uốn thì rất là đẹp, nhưng mà khổ nỗi mình ở nhà là mình có hay buộc, cho nên là dần dần nó không có được đẹp như cái lúc đầu mình làm. Thế chị bảo là ở nhà chịu khó gội xong rồi uốn đẹp vào, khổ nỗi đi đâu toàn nên buộc lên chứ có thả mấy đâu. Cái màu đợt này thì tối hơn cái đợt trước rất là nhiều. Đã xong, bôi một chút dưỡng ẩm. Cái quán này mình đi thì người ta làm rẻ lắm mọi người ơi. Nhuộm chân tóc không thì chỉ mất có 30.000 won thôi, bằng 600.000 tiền Việt Nam ấy. Nếu mà nhuộm cả thì mất tầm hình như là 35 hay 40.000 rồi đó. Đã xong. Đó, mọi người thấy không? Ở nhà mình gội mình uốn là mình sấy là không có được như này đâu, nhưng mà ra ngoài quán ấy, người ta có tay nghề, người ta uốn đẹp ghê á. Đó, đẹp kiểu tự nhiên chứ không có quăn quá. Wow, nhuộm tóc xong rồi mọi người ơi, cái màu nó hơi tối hơn là cái lần trước ấy, tại vì cái tóc mình bây giờ nó hỏng nhiều ấy. Nói chung là tạm tạm. Ôi, ra ngoài nắng ấy. Ôi trời, đây đây. Mình mới về qua nhà này mọi người ơi. Vừa nãy vừa làm tóc mới nói chuyện với cái chị nhuộm tóc cho mình ấy. Thế là mình bảo chị là nhà em có cái máy ấy tóc mà em mua chắc phải 5-6 năm nay rồi, tới ngày mà mình học tóc ấy, cái ngày mà hai đứa nó còn nhỏ xíu. Thế là mọi người thấy chưa? Nó bị như này này. Cho nên là mình nhờ chị ấy gửi hộ ấy để cho người ta sửa chữa. Tại vì mình là cá nhân thì mình làm thì cũng được, nhưng mà nó sẽ rất là đắt. Còn làm ở trên cái quán làm tóc ấy thì người ta lấy rẻ. Cho nên chị bảo nó cứ mang ở đây rồi chị làm cho. Bao giờ được thì chị báo, chắc nó cũng mất tiền ấy. Tại vì mình nghĩ là cái máy này mình mua lâu lắm rồi mà. Này, ở đây không biết ở Việt Nam có cái thương hiệu này nhỉ, mình không biết, nhưng mà đây là cái thương hiệu này này. Cái ngày 5 năm trước mình mua là nó rơi vào khoảng hơn 4 triệu tiền Việt Nam. Ở đây có cả tên của mình nữa cơ. Đâu rồi ta? Đó, Y Hy Sơn là tên của mình, xong mình khắc vào đây luôn. Nhìn cái máy này lại nhớ cái một thời học tóc cũng vất vả lắm. Nhưng mà khổ nỗi vì con nhỏ đó không có đi làm được. Thế là bây giờ mình mang ra hiệu để cho chị ấy sửa hộ, mất bao nhiêu tiền thì mình trả đó. Nhưng mà cũng may chứ mà. Cái máy đắt tiền này mà mình không có dùng đến thì phí. Vì sau này mình thì thực ra là tóc xoăn mình không có dùng đến, nhưng mà cho Minh Chu ấy, thỉnh thoảng vuốt cho Minh Chu. Rồi thở như đúng rồi. Đi thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là 5:30. Cả nhà mình đang chuẩn bị đi cho Minh Chu đi học Hắc Quân đấy. À quên, nhà bảo Hắc Quân. Quên tự nhiên nói tiếng Hàn. Đi học nhảy, học ở trường nhảy á. 6 giờ mà bây giờ 5:30 rồi. Đi nhanh thì không muộn. Lúc nào nó cũng vội vội vàng vàng ấy nhà mình á. Wow, cái hình ảnh nhìn dưới đẹp chưa này? Tầng 4 nhà mình. Hai cái đứa này nó nhanh ghê ấy. Đi thôi, muộn rồi. Ôi chết rồi. Đồ nghề của mình nha mọi người ơi. Sợ hai này nó chê đấy. Đi mỗi lần đi siêu thị này là đi xin thùng. Mọi người biết sao? Để thỉnh thoảng mình gửi đồ về Việt Nam ấy, cái thùng này nó chắc chắn không bị dập. Trời ơi, đã muộn rồi còn bị tắc đường này mọi người ơi. Biết thế mình đi sớm lên tí xong. Ở nhà mà dọn dẹp các thứ đó, toàn việc không tên thôi.
thế là nó hơi muộn tí. Với lại kiểu cái giờ này là giờ người ta đi làm về đó mọi người. Gần 6 giờ tối rồi. Cái chỗ này thời tiết nó ấm cho nên nó hoa anh đào nở hết rồi này mọi người ơi. Trắng xóa luôn, đẹp chưa này. Đúng ra là nguyên một cái hàng đường này này, hai bên đường là hoa anh đào người ta trồng nhiều lắm, nhưng mà mình phải đứng ban ngày mà ở trên cao của mình nhìn xuống thì mới đẹp. Vừa nãy là mình sợ muộn mọi người, thế là cho Đông Quân với Minh Chu là hai đứa vào rồi xong mình đi tìm chỗ đậu xe ở quanh đây. Bây giờ sau khi đậu xe xong rồi mới đi vào này. Từ lần sau rồi đi chắc là sẽ đi sớm lên tí. Muộn quá, Minh Chu nó càu nhau từ nãy giờ, bảo sao mẹ đi muộn thế. Còn với cái mà nó biết kỹ là nó hay càu nhau. Thời tiết mát á. Mọi người hoa anh đào này nở nhiều chưa, trắng xóa chỗ này luôn á. Hôm nay thì là ngày Minh Chu với lại bạn của Đông Cơn là học nhảy cùng một ngày, nhưng mà chỉ khác giờ với lại khác lớp một chút thôi. Thế là hẹn mẹ bạn ấy với lại cho bọn trẻ con đi ăn cơm ở ngoài đó mọi người. Thế là bây giờ mình đã đang chuẩn bị lên trên tầng 2 để đợi chúng nó xuống này. Tại vì hôm nay học có 50 phút thôi. Sau một thời gian thì Minh Chu với lại Trương Hy đã học xong rồi mọi người ơi. Inside. Xin chào. Minh Chu đâu? Bây giờ chuẩn bị đi xuống dưới. Hôm nay là có đủ bộ ba chứ mọi người, thì Đông Gân ở nhà nó không có đi theo đâu. Hôm nay là hẹn là ăn tối cùng cho nên là mới đi theo đó. Min Ji Woo này thì cực kỳ là quý cái chị Trương Hy này, tại vì nó con gái mà nó ngoan lắm. Nó lại thích Min Ji Woo cơ, khen Min Ji Woo dễ thương, xong kiểu coi Min Ji Woo như là em gái đó. À, hai đứa chơi với nhau như này này. Mang tiếng là học cùng lớp với lại Đông Gân, nhưng mà hai đứa ở lớp thì lại không bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ có khi nào mà gặp riêng như này thì mới nói thôi. Rất là buồn cười. おめ。お前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 
민지야 앞에 와요. 아, 예? 나. 아, 이거 너무 싫어. 아니, 이거는 그게 맞아. 안녕. 뭐야, 모델이야, 모델. buồn quá mọi người, đang tính là cho ba đứa ra ngoài ăn cơm hay ăn tối nhé, nhưng mà khổ nỗi bây giờ ở bên Hàn đang có dịch cho người ta cấm gọi là tụ tập từ 5 người trở lên đấy, thế mà nhà mình lại đi như này là thành 5 người rồi, cho nên là người ta không có nhận. Bây giờ đang tính là hôm nay không có anh Xu ở nhà, thế là mình mời hai mẹ con bạn Trương Hy này về nhà mình ăn. Đang tính mua pizza này với lại gà rán cho ba đứa nó ăn đấy, tại vì lâu lâu rồi mới gặp, cho chúng nó ăn bữa cho nó thoải mái, chứ bình thường là cũng không có ăn mấy cái đồ đấy mấy á. Mẹ của bạn Trương Hy này thì là người Hàn nha mọi người, nhưng mà chị ấy ngại xấu hổ không có cho quay, không có cho lên sóng, thế là mình chỉ quay ba đứa nhỏ thế này thôi.
18. Vừa nãy trên đường đi về thì mình có mua được một ít đồ ăn cho ba đứa này. Đây là cây pizza. Còn mẹ của bạn Trương Hy thì có mua gà rán rồi. Đó, mỗi người mua một món ăn ở nhà cho nó thoải mái. Ra nhà hàng thì bọn trẻ con nó thích hơn ấy, nhưng mà khổ nỗi đang dịch cho nên nó cũng lo lắm mọi người ơi. Sorry, mặc nêu thế. 안경 좀 이렇게 올려. 또 떨리는 언니들이 보잖아. 안경 좀 올려. 말. 어? 안녕하세요. 언니 맞아? 아니 이제 베트남 이모들이 보니 보니. 그니까. 인사 한번 해봐. 어, 안녕하세요. 신짜온가 뭐 하잖아. 아까 그. 진짜. 민주도 신짜 해봐. 진짜. 신짜. 진짜. 창희 엄마도 신짜. 아, 나만. 난 오늘. 됐어. 드세요, 선생님 한번. 빨리 먹어요, 같이 먹어. 무슨 생명을 먹었다? 아니, 잠깐만. 천천히 먹어, 민지야. 좀 식었나? 식었어요? 아니, 밝죠, 밝죠, 어때? 식었어. Hôm nay thế là thay vì ra nhà hàng ăn thì mình lại ăn tại gia như thế này. Được cái là cũng vui. Hôm nay á, thì mình đặt máy quay ở chỗ này này cho nên là hai ba đứa nó ngại hay sao. Chứ mọi lần á, mình mà không để máy quay là nó nói nhiều lắm. Chuyện toán chuyện trên trời dưới đất, xong rồi chuyện ở lớp, chuyện những cái bài hát mới ra của idol các thứ này. Hôm nay sao tự nhiên nó im thế không biết. Chà, khôn lá. Có đơn vị học rồi, một chị vẽ. Ừ, đúng cho chắc. Ở đâu bọc sơ thông quân à? Trời ơi, Minh Chu nhà mình kìa. Ăn như con nhà bị bỏ đói ấy. Khôn lá, khôn lá.지금 배고프신 시간이에요. 아, 맞아. 지금 뛰고 와서. 잠깐만. 아, 오늘 몇 시에 가는데? 펜트하우스 하기 전에 가야 돼. 걸러 가야 돼. Mình thì không biết là ở Việt Nam thế nào, nhưng mà ở bên Hàn ấy, thời gian gần đây là đang hot cái bộ phim Fenty House đó mọi người. Bản thân mình thế, lúc đầu nó cũng không biết đâu. Thế là xem được mấy cái tập giữa giữa đấy, trời ơi mê. Mê đến nỗi mà chồng mẹ còn bảo là cái phim gì mà xem mà cay cú. Bản thân chị mẹ của Trương Hy này cũng rất là thích. Thế là bây giờ bọn trẻ con cả ba đứa nó đều mê cái bộ phim ấy luôn. Cứ đợi đến tận 10 giờ đấy, là ở Việt Nam mình là 8 giờ là xem. Trương Hy là mái sốc. Mình chưa là mái sốc. Thông quân là mái sốc. Cái bé Trương Hy này thôi mọi người, nhà con một cho nên là chị này chị nuôi con ấy kiểu chăm đắm nó cẩn thận ấy. Dù là 5 tuổi rồi, à học lớp 5 chứ nhỉ, học lớp 5 rồi nhưng mà nó vẫn còn có cái kiểu trẻ con, kiểu ngây thơ ấy, chứ không có như những nhiều đứa khác mà kiểu ăn nói gọi là mạnh dạn, gọi là lanh loại các thứ đâu. Con bé này là nó rất là ngây thơ cho nên là học với lại Min Chu với lại Đông Quân nhà mình. Cá sinh sa đều nè. 그 퍽퍽한 살이는 없고 좀 맛있는 살도 한 번씩 들어있긴 하더라고. 어때? 민지 먹기는 괜찮아? 응. 괜찮은 것 같아? Bây giờ sau khi ăn gà rán với lại pizza xong thì đang chuẩn bị lại ăn kẹo nữa này. Đó, ba đứa ngồi đây chơi. Tại vì mai là ngày thứ bảy được nghỉ ấy, cho nên là hôm nay chơi ở nhà mình chắc là đến gần 10 giờ mới về. Từ nhà mình đến nhà chị là cũng không có xa mấy. Cách nhau chắc đi bộ tầm 5-10 phút thôi. Đó, Minh Chu là đang khoe cái điệu ngồi kia kìa. Bạn Trương Hy này cũng thử nhưng mà không được. Đó, chỉ có Minh Chu nhà mình nó làm được cái tư thế kia thôi. Từ bỏ rồi không có cố nữa. Mình với lại mẹ của bạn Trương Hy này là quen nhau cũng phải được 7 năm rồi đó. Ngày xưa là ở chung một cái chung cư. Dù là mình là người nước ngoài nhưng mà không bao giờ chị kỳ thị hay là có cái ý nghĩ xấu về mình đâu. Bản thân chị tính cách nói chung là rất là thích. Mình không biết cái gì là chị chỉ bảo từng tí một đấy.
Thực ra là những chị em phụ nữ Việt Nam mình sang đây á, quen với người Hàn thì rất là hiếm, tại vì người ta vẫn còn có những cái ý nghĩ không tốt về mình đó. Cho nên là từ ngày quen chị là mình học hỏi được rất là nhiều điều. Quay đến đây thôi mọi người ơi, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình mình. Hôm nay thì dù là mình không có quay được lâu ấy, nhưng mà nói chung là ngắn gọn để cho mọi người biết rằng cuộc sống của gia đình mình bên này như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình mình nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.